Vâng, trận đấu cuối cùng trong giải đấu thứ hai, Greg Chawson, vâng, Yamato và một quân gì đấy nữa. Vâng, Greg Chawson, Yamato và Egip là quân của các cầu thủ về team Liên Quân. Trận đấu này các cầu thủ về team Hà Nội đã đẹp hơn khá nhiều rồi. Và tôi không biết là quân các cầu thủ về team Hà Nội là quân gì, cứ thấy Greg Chawson của bên phía Liên Quân là mình kết luận là xấu hơn đã. Và Yamato và Egip, vâng, cũng là quân khá tuyển, nếu đánh được 4 thì bên phía team Liên Quân là rất đẹp. Có một hot của Yamato, đạp đôi của Egip, vâng, Z điên của Chawson cũng như là Y thần của Greg quá mắc bình. Nhưng mà đây là một trận, vâng, đây là một kèo đấu đời 3 không thành, chứ không phải là một kèo đấu đời 4 không thành. Chính vì thế mà cứ có Greg và Chawson trong đội hình là quân của các thủ bên phía team Liên Quân là xấu hơn. Và chúng ta cùng chờ đợi xem Heo Sâu Kêu có bài đánh như thế nào. Và ở trận đấu này chúng ta cùng đến với màn hình máy của anh Heo Sâu Kêu, đôi voi đầu tiên dành cho anh. Quay trở lại với màn hình máy của Tom Sâu Kêu, 22/24. Vâng, Tom đang ép dân. Một trận đấu siêu sớm của Tom, các bạn thấy đúng là tay chém Tom 1 nó phải khác bọt. Kích đợi. À quên, mới còn thiếu 10 thực anh ơi. Kích đợi thôi anh ơi. Ơ kìa, 600 thực rồi, 7 phút 29 giây mà đáng lý ra nó phải là 7 phút 19 với 22 nông dân cho son. Vâng, nhưng thôi không sao, 7 phút 29 cũng là một thời điểm kích đời siêu sớm của Tom Sâu Kêu. Anh có thể ép được đời 3 chuẩn hay không thôi, chứ còn ép đời 2 dọa ma thì cũng là quá tuyệt vời rồi. Với một cái thời điểm ép đời như thế này. Đây là màn hình máy của game thủ Van Ver là người Egypt. Vâng, Egypt lại bị đẩy sang trồi ra ngoài cánh, nó mới đau con chứ lại. Vâng, Egypt ở ngoài cánh, quá đen dành cho Van Ver và các game thủ ở phía team Liên Quân nói chung. Yamato thì sao? Vâng, chúng ta cùng đến với màn hình máy. Vâng, như vậy Yamato của game thủ nông 1 thì ở trong cánh rồi. Nhưng đây lại là một trận đấu mà game thủ nông 1 bò nhỏ và quyết định dâng L. Vâng, nông 1 dâng L để cho ekip của Van Ver có thể khỏe. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có phải là một quyết định chính xác. Trong cánh của game thủ Tom cho son lại là núi Greg. Vâng, cứ cho son và Greg vậy thôi. Quá đen cho hai anh. Và trận đấu này chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ nô 1 một chút để xem anh dâng chém như thế nào. Vâng, trận đấu này quan trọng là game thủ nô 1 cần phải chém tốt để cho nô núi có thể khỏe, còn phía bên kia thì chúng ta không cần biết. Nếu như Heo Sâu Kêu có thể thông cánh thì tốt quá, nhưng mà nếu không thì anh cân cánh cũng là tuyệt vời rồi. Bắt đầu
đóng nhà điều kiện. Đây là BM dành cho game thủ nó 1 và đây sẽ là những chiếc BL ngay trước nhà của game thủ Van Vơ. Rất chuẩn xác. Một trận đấu kích đời, một trận đấu dâng lời chuẩn của game thủ nó 1 và kích đời cũng là tương đối tốt. Kích đời. Kích ở kia. Và 10 phút 48 giây với 25 nông dân Yamoto. Con ngựa giò chỉ là 75 thực dành cho Yamoto những phút ban đầu. Chính vì thế mà anh hoàn toàn có thể dốc ngựa giò. Anh dốc ngựa giò chưa? Vâng, 95% rồi. Con ngựa giò đẩy đi và chúng ta cùng chờ đợi xem ngoài cánh của Van Vơ đó là ai. Nâng cấp công giáp. Vâng, không nhìn thấy ai nhưng mà ít nhất là nhìn thấy một đôi sư tử. Và khi mà chiến đấu con sư tử thì game thủ No 1 đã chết, đã mất khá nhiều máu với con ngựa giò này rồi. Chúng ta cùng đến với màn hình máy của Vơ. Vâng, như vậy là nhà Vơ có biến. Bảo làm sao mà anh gọi No 1 đến nhanh thế. Có một cái chấm màu 6 ở nhà của Van Vơ. Nhưng mà không biết đó có phải là con ngựa giò hay không. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Van Vơ bắt đầu đóng ruộng và bò bế nhà cửa khá rộng. Một trận đấu mà bắt buộc Van Vơ khỏe. Nếu không thì trận đấu này sẽ thua. À không, như vậy là nhà của game thủ màu 6 ngay sát với nhà của Van Vơ thôi. Màu 6 là Tiểu Long. Trận đấu này Tiểu Long là người cầm muốn gì? Chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ No 1. Tiểu Long bắt đầu cơ cấu nhà cửa và cũng đánh cung. Vâng, No, như vậy là Tiểu Long cũng là người đánh cung trận đấu này. Nhà này của Tiểu Long là Summerian, AC hoặc Egypt. Hy vọng là Summerian. Chứ nếu AC và Egypt thì sẽ hơi khó để dành cho game thủ Van Vơ. Vâng, ít nhất thì Van Vơ sẽ mất đi cái lợi thế về cung tuyển của mình. Khi mà đối thủ của anh cũng là một cung tuyển khác. Hai ngựa chém đã được game thủ No 1 dọc đều và đi vào nhà của game thủ Tiểu Long. Tiểu Long sẽ không khỏe ở những thời điểm sắp tới. Còn Vơ thì sao? Vâng, Vơ vẫn chưa bị ai đụng vào. Như vậy Vơ sẽ khỏe là người khỏe hơn so với game thủ Tiểu Long. Nhà vẫn còn rất nhiều đường vào nhưng anh không vào. Vâng, Tiểu Long đã có bánh xe. Nhưng bây giờ thì hai con ngựa chém của công giáp đầy đủ của game thủ No 1 sẽ lao vào và quấy rối. Vâng, quấy rối khiến cho game thủ Tiểu Long sẽ không có lực để sóc những tên cung đợt tiếp theo. Tham lai của game thủ No 1 vẫn đang là 32. Chém đi vào ruộng của game thủ Tiểu Long. Vâng, Tiểu Long mang dân ra để đập con ngựa giò. Như đây là một con ngựa giò công giáp. Không dễ dàng gì để cho game thủ Tiểu Long có thể chơi được. Và khi mà game thủ Van Vơ đẩy cung ra ngoài thì Tiểu Long là người chết đầu tiên. Vâng, chết sặc nước. Và là người chết đầu tiên trận thi đấu thứ 5 này. Vâng, vẩy e để có thể chặn đường chạy dân của game thủ Tiểu Long. Tiểu Long có lẽ cũng đã có tân cung đờ đầu tiên. Vâng, tân cung đờ đầu tiên của Tiểu Long có lẽ sẽ đều. Vâng, có lẽ sẽ đều thôi. Tham lai của game thủ Van Vơ là 34. Những con cung R của ekip là mắc binh trong việc solo cung R. Tuy nhiên Tiểu Long cũng đã bánh xe. Chúng ta cùng đến với màn hình máy của Tom Soq. Vâng, Tom Soq đang chém rất tốt. Một tay trời đang chạy bắn giống bắn chết vào nhà của game thủ núi rồi. Không biết núi như thế nào, núi có phải là người dâng lời hay không. Chúng ta không có màn hình máy của núi. Vâng, những con lạc đà của game thủ một tay che trời. Không có giáp, trời luôn. 3-2 nhưng mà đã trở thành 1-1. Dù sao thì đó cũng là một tình huống mà game thủ Heo Sâu Kiều cũng đã có một tình huống đối đầu tốt khi mà những con ngựa chém là đông hơn. Bây giờ thì khi mà cung R17 cũng đã đẩy ra, cung R17 là cung R của game thủ Van Lớp và dường như đó cũng là một cung R tuyển. Vâng, cung R gì vậy? Anh soi quá nhanh. Tôi không kịp nhìn. Và game thủ Heo Sâu Kiều đã bung. Dù sao thì đây cũng là một trận chém tốt của Heo Sâu Kiều khi mà anh đã làm cho game thủ một tay ra trời phải bung nhà. Phải đợi đến khi mà Van Lớp đẩy quân ra thì game thủ Heo Sâu Kiều mới bay thôi. Không biết núi ở bên trong, không biết núi đang làm gì. Phải chăng là âm đồ và nhảy 4 hay sẽ là một trận chém bán máu để cho Van Vơ có thể khỏe. Vâng, tất cả chém chéo cánh kém kia. Chúng ta cùng chờ đợi. Dường như... Vâng, đây là màn hình máy của game thủ Van Vơ. Tham lai là 50/52. Vẫn chưa đụng ai đụng gì vào nhà của game thủ Van Vơ. Dường như sẽ là một trận ném chém chéo cánh của game thủ núi hay sao. Vâng, phải chăng là như vậy. 51/52 rồi. Còn đây là No 1 32. Trong cánh của game thủ 16 Tiểu Long đó là nhà của game thủ Linda.
Nhà này là của Linda, quân đẹp nhất là Roman, Maxe hoặc Galarian. Nhưng dường như đây là một loại quân của bánh xe, chính vì thế mà không thể nào là Maxe được. Vâng, như vậy là Roman dành cho game thủ Linda trong trận thi đấu thứ 5. Linda đã bắt đầu ôm dân bỏ chạy. Vâng, chạy đường nào cũng chết. Làm sao bây giờ anh tôi ơi? Cung R đã có chạy đâu rồi? Vâng, không thể chạy nổi. Chết thôi. Timeline của game thủ No 1 vẫn đang là 35. Anh đang có một timeline rất to và đang thi đấu cực tốt. Dường như cũng đã có những tình huống mà các game thủ về team Hà Nội lao vào và chém vào bên trong cánh của game thủ No 1. Nhưng mà No 1 với lợi thế là dân Yamoto, anh chạy cực nhanh. Vâng, những cái ruộng của game thủ chú tiểu tức Linda đang đóng ở khu vực này. Dường như đây là một trận đấu mà Linda cũng là người dâng lờ. Và Van Lớp ở góc 9 giờ sẽ là người cầm chủ lực trong trận thi đấu thứ 5. Vâng, Van Lớp sẽ là người đối đầu với Van Vơ. Chúng ta cùng chờ đợi xem bên nào sẽ là người giành chiến thắng. Van Vơ timeline 67 trên 68 khi cầm Egypt ở ngoài cánh, bắt đầu đào vàng để có thể nhảy bốn trộm. Vâng, nhảy bốn trộm hay nhảy bốn thẳng đây cho Son Garrix Yamato. Nếu như đào vàng thì chỉ có bơm đồ cho Yamato lên 4 thôi, chứ ai, vâng, trừ phi là một lực cực khỏe, anh hoàn toàn có thể lên 4 thẳng và chơi những con đạp đôi. Còn nếu như trong tình huống mà anh lên bơm đồ cho N1 thì N1 lên 4 và game thủ Van Vơ phải bơm đồ liên tục cho N1 để N1 có thể dốc những con hot, sẽ là bị động hơn khá nhiều. Vâng, có lẽ là nếu như bật 4 thì Van Vơ lên 4 thẳng sẽ hợp lý hơn. Bây giờ là một tình huống ốp quân. Vâng, N1 bảo chạy đi em ơi, nhưng mà là không còn đường chạy rồi anh ơi, xúc thôi. Cung R của game thủ Van Vơ là cực đông và số lượng chém của game thủ No 1 cũng là không nhỏ. Chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của game thủ No 1 để xem anh móc dần của game thủ màu 7 Van Lớp như thế nào. Cực hay rồi. Vâng, Van Lớp một bung nhà trong tình huống này thì win chặt. Vâng, không còn cửa thua thì cho game thủ phía team bên phía team Liên Quân nữa. Vâng, Van Vơ tạm dừng hội ý, tham đang cân. Tham lai Van Lớp đang rất to, nhưng nếu nếu đây là một tình huống mà tham lai Van Lớp tụt một nửa tham thôi thì tất cả chấm hết. Roman AC, vâng, Roman AC Egypt và Phoenicia, nếu tôi nhìn không nhầm là quân của bên phía team Hà Nội. Vâng, tiếp tục ốp vào nhà của thủ Văn ốp vào nhà của thủ Văn Lớp rất hay rồi. Cô những con ngựa chém của game thủ 11 cũng ở núi cũng đang có mặt ở đây. Tuyệt vời, một pha ốp quân có thể nói là mẫu mực của các cầu thủ phía team Liên Quân, và phải chăng tỷ số là một đều với C. Nếu như trận đấu này kết thúc là một chiến thắng dành cho các cầu thủ phía team Liên Quân thì tỷ số, vâng, tỷ số sẽ là 3-2 trong trận đấu thứ hai. Tham lai quá đẻ rồi. Như vậy là một chiến thắng sẽ thuộc về các cầu thủ phía team Liên Quân. Van Lớp đã đi sai. Tỷ số là 3-2 trong trận đấu thứ hai. Vâng, và như vậy là tỷ số về C đã là một đều rồi. Cực hay. Nhìn vẫn nhìn về người thì có vẻ lệch, nhưng thực ra các cầu thủ về team Liên Quân vẫn biết cách vượt khó. Tỷ số đã một đều với C và chúng ta cùng chờ đợi xem có những C đấu tiếp theo hay không. Vâng, tỷ số là một đều với C rồi. Một pha ốp quân cực kỳ mẫu mực.